我就话四十仿佛一朵花，岁月压力却再没法放下，朝朝既好似就有白头发，我不敢害怕，日夜做我极其坚健难化，背脊嘅重担迷乱中放下，要对我讲嘅做嘅负全责，想啦想啦，再不要害怕。 事事在心，天牵挂挂，难说当天一切热情话，未借上天一心造化，要作半生血血马。哟呀咿呀咿呀，哟呀咿呀咿呀，哟呀咿呀咿呀，一个真汉子，两肩要敢去担起我家。 Sương à? Tên Tiểu Sương, em thì là ghét anh. Chào cô Trinh. Cô Trinh à? Tên Tiểu Sương, tại sao tối hôm qua anh bỏ lại em một mình? Cô Trinh, chuyện gì hả? Bình tĩnh đi. Cần có mắc mớ cái anh thì ra ngoài cho tôi. Tôi biển ra ngoài mà. Cô nổi điên đã chưa? Trả tiền đi. Chuyện gì dữ vậy? Đi ra ngoài đi. Đi, có hết chuyện rồi, ra ngoài đi. 400 ngàn, trả đi. Sao mà thiếu nợ nhiều vậy? Tấm chi phí này tôi chuẩn bị lâu lắm rồi, 400 ngàn trả lại cho cô. Anh ngon mà. Bây giờ đi được rồi. Ở Kỳ Phúc mà anh dám đuổi tôi đi à? Get out. Sương à, đi uống ly nước đi. Tôi không có uống đâu. Nè, đi đâu chứ? Đi đi. Anh về nhà coi vợ của anh bỏ mặt tôi đi. Đâu có được chứ. Anh em có chuyện tôi không thể giúp đỡ, thì phải đi uống ly bia với anh trò chuyện chứ hả? Hôm nay tạm thời tôi không muốn trò chuyện đâu. Để một mình tôi được yên tĩnh đi, ok? Nói vậy cũng phải. Thôi được, thì để một mình anh yên tĩnh nha. Yên tĩnh đi hả? Yên tĩnh đi nha. Được rồi. Đi về đi chứ hả? Anh đã đi một mình rồi, tôi dĩ nhiên phải về nhà chứ. Về nhà đi đường nào? Về nhà thì đi bên kia kìa. Anh đi bên đó hả? Tôi đi bên này. Wow, cái anh mất dịch này. Nhất định tôi chịu đi chung hả? Bye bye. Bye. Anh Sương. Vậy thì càng tốt. Cô biết bí mật của tôi cũng biết bí mật của cô. Chúng ta đánh què nhau để nhìn thấu suốt.
Nói đúng lắm, đã nhìn thấu suốt. Cho nên tôi không hỏi chuyện của anh, anh cũng đừng hỏi chuyện của tôi. Thật ra tôi đã yêu cô, nhưng mà chỉ tiếc là từ yêu đương tới bình đạm, từ bình đạm rồi tới chán ghét. Yêu đương, bình đạm, gây gỗ, chia tay. Yêu đương, bình đạm, lại gây gỗ, rồi chia tay. Một định luật vĩnh viễn bất biến. Một định luật vĩnh viễn bất biến. Đúng lắm. Tình yêu là cái gì chứ? Tình yêu nghĩa là tự tìm cái khổ. Nói chắc đúng. Uống nha. Thật ra anh có biết không, anh kia không phải là người đàn ông mà tôi thích nhất. Trước anh kia, tôi đã từng yêu thích một người đàn ông. Một người đàn ông đã có vợ. Anh đã có vợ, có con cái. Anh thì yêu thích người vợ và cũng rất yêu đám con cái. Mấy lâu nay tôi thiệt hâm mộ vợ của ảnh. Tôi đã từng có một ý định, thiệt muốn làm con hồ ly tinh, thiệt tình muốn đi tỏ lòng với ảnh. Thậm chí thiệt muốn đập tan gia đình của ảnh. Thật ra tôi làm vậy có phải bậy lắm, ích kỷ lắm không? Rồi cô có làm không? Không có. Tôi không dám. Tôi thì sợ là sau khi nói ra sẽ không có cách gỡ. Tôi biết ảnh thiệt yêu vợ anh lắm. Tôi sợ là bị mất luôn người bạn này. Cho nên sau đó tôi đành phải bỏ đi một người. Tôi đã bay qua Anh Quốc. Thật ra người này anh cũng quen biết mà. Vậy sao? Là ai vậy? Anh là anh Đức. Dương Trọng Đức. Vậy anh có biết không? Tôi nghĩ anh biết mà. Chỉ là không biết làm sao ứng phó, cho nên giả đò không biết thôi. Một trái chanh đã bị nhăn nheo mà được nhiều đàn bà yêu thích thì là may mắn. Anh Sương à, đây là một bí mật suốt đời của tôi. Anh hứa với tôi, đừng đi kể với bất cứ một ai, nhất là anh Đức. Tôi yên tâm đi. Ý, còn thấy cái miệng của tôi kính không? Uống nha. Uống cho hết nha. 1, 2, 3. Cậu Sương à, sắc mặt tối như vậy, tối hôm qua ngủ không ngon à? Tối qua suốt đêm không ngủ. Thật ra con gái của tôi thì là khẩn trương với cậu lắm. Để anh lát điện thoại cho nó nha. À, con người đó thì thiệt hay dị lòng. Con Trinh là con gái của tôi nhất định sẽ binh vực cho nó mà. Tôi đã nhắm biết được như vậy, khi mà tôi chia tay với cậu thì tôi sẽ không còn phát triển gì ở Hãng Kỳ Phúc mà. Cậu hiểu như vậy thì tốt rồi. Thiệt ra cặp bồ đó thì nên nhường nhịn cho nhau. Thì là không nên nóng giận nhất thời mà ảnh hưởng tới tương lai của mình. Hả? Anh Sư, tuy tôi không có quyền can thiệp vào đời tư của anh, nhưng mà tôi không mong anh đem chuyện riêng vào công ty. Để cô Trình tới phá như vậy thì không có chút lợi nào. Xin lỗi ông Kiệt, tôi chỉ là có ý đẹp nhắc nhở anh thôi. Còn nữa, công ty muốn tuyển một nhân vật kiệt xuất. Đức à, tôi đề nghị anh làm. Hả? Tôi hả? Phải. Nè,
Ở đây anh từ một viên chức nhỏ làm tới giám đốc. Tiền lương cũng cao, có một gia đình mỹ mãn, còn có một căn nhà trung thượng. Không những các người khác hâm mộ anh, tôi cũng mong được làm anh. Chỉ nhưng mà thiếu chiếc xe thôi. Nếu có luôn chiếc xe thì càng tốt. Xe thì thôi đừng có nghĩ nữa. Luôn gia đình tốn rất nhiều chi tiêu, tháng nào cũng vừa dần thôi. Nè, cuối năm là có thêm một đứa chào đời. Tôi thì không biết là có sự bột cho đang hay không. Yên trí đi, chừng đó tôi sẽ tặng lương cho anh, để anh có thể mua sữa bột cho nó ăn. Wow, nếu vậy thì tốt, cảm ơn trước nha, cảm ơn. Còn chiếc xe, anh cũng khỏi lo lắng. Công ty định ra một chiếc xe cho anh lái, coi như là cổ vũ anh. Vẫn chơi hả? Có phải tiền không? Ừ. Wow, làm giàu rồi. Phải, làm giàu thiệt rồi. Khi không là có một chiếc xe. Công ty công đạo lắm, làm được tốt, công ty không bạc đãi anh đâu. Nếu làm không tốt thì mình phải trả một giá. Nói tóm lại là thưởng phạt phần mình. À, tôi hiểu mà. Tôi nhất định cố gắng làm cho tốt. Anh Sương, nếu như anh không phải chia tay với con ông chủ, chiếc xe này phải thuộc về anh đó. Chiếc xe này tôi không thèm đâu. Nếu mà miễn cưỡng bắt tôi ở chung với cổ, tạo một ngôi nhà lớn cho tôi cũng không chịu. Nói quả quyết như vậy thiệt lỡ trực cửa sao? Nè, nếu nhanh mất đi cô Trinh, từ nay sẽ mất hết ưu thế ở trong công ty đó. Nếu như mà ở chỗ này không có giữ tôi thì tôi đi chỗ khác thôi. Hả? À, bộ anh muốn đi là sao? Cấp trên đã nói rõ ràng rồi, cho dù tôi ở lại cũng không có tương lai mà. Không chứ hả? Chuyện này thì công tư phải cho phần mình chứ. Bộ tưởng tôi điên hay sao? Thiệt tình. Vậy rồi anh nhảy đi đâu hả? Đi đâu? Vẫn chưa có biết, coi thế sao. Má Hoàng, đi mau lên. Đi mau lên, đi lấy lên, mau lên đi. Nè, đi nha. Ủa là ba đó. Tả trời. Chào ba. Ba mà tới hả? Lên xe trước đi. Bà đưa đi không gió nha. Hay quá. Nè, anh lái xe của ai đó? Của công ty đó. Lên xe đi. Nè, ngồi cho vững, chạy đi nha. Hay quá, lái xe lên đi bà. Nè, bãi đồ xe dưới nhà mình tiền thuê 2.300 một tháng đó nhờ. Không có nhiều đâu. Ông Kiệt đã nói là mỗi tháng công ty sẽ đài tỏ cho 2.000 bạc tiền đầu xe đó. Thiệt hả? Như vậy ông thiệt là không có tệ với anh. Không phải là không tệ, mà là tốt quá cỡ đi. Bây giờ chồng của em được thời và được cưng nữa. Coi tướng của anh nhờ thì là dễ dỗ ngọt. Ngoài chiếc xe lớn như vậy, mai này có luôn em út cũng đủ chỗ mà. Nè, phải rồi. Tới chừng đó hai con phải giúp một tay chăm sóc em út đó nghe chưa. Trên đó người chính giữa đều rồi. Nói đúng hả? Ây da. Em à, chuyện gì đó? Không được khỏe hả? Đau bụng quá. Vậy anh kiếm toilet cho em nha. Không phải thứ này. Không phải thứ này là thứ nào? Ây da. Em đừng có hộ anh nha, chuyện gì đó? Đi em đi nhà thương, mau lên. Đi ngay. Bà Đức à, vừa rồi bà xém bị sảy thai, may là tới kịp thời, tình trạng ổn định lại rồi. Có phải là vừa rồi tôi lái xe nhanh quá động tới cái thai không vậy? Không mắc mớ tới ông đâu. Vậy bây giờ em bé là sao? Tạm thời thì vẫn được. Vừa rồi tôi đã kiểm tra bằng siêu âm ba, phát hiện thai nhi nằm ở vị trí bất thường. Cái gì bất thường? Có nghiêm trọng lắm không? Nói cho đơn giản nghĩa là thai nhi nằm lộn chỗ. Tại sao lại như vậy? Bác sĩ hai đây là thai thứ ba của tôi đó. Hai đứa đầu tiên tôi đều được bình thường. Tình trạng này không phải là hiếm có đâu. Là nguyên nhân cũng phức tạp lắm. Nhưng mà ông Đức à, tôi muốn ông hiểu rõ, đây là sự thật. Vậy sự thật nó bị méo ra sao chứ? Thông thường tử cung của bà bầu tiết ra một dung thể bao bọc lại thai nhi. Tình trạng bây giờ là bọc không hết. Như là em bé đã thò ra một cái tay chẳng hạn. Như vậy làm sao mà có thể dắt cái tay vô lại hả? Nhằm việc an toàn cho bà Đức, tôi đề nghị là ông phải bỏ cái thai nhi này. Không nghiêm trọng gì chứ? Nhất định là phải bỏ em nhỏ hay sao? Không phải nhất định đâu.
Nếu như bà cương quyết giữ lại cái thai nhi thì bà nhất định phải mạo hiểm. Và sẽ bị rất đau. Bà sẽ bị phiền phức. Bà như mang một trái bom ở trong mình. Tại sao Huy không? Một em bé lại biến thành một trái bom định giờ như vậy chứ hả? Thôi bỏ đi, bỏ đi. Bỏ nó đi. Bỏ nó đi để cho khỏi phiền phức. Sao anh nói chuyện khó nghe quá vậy? Bộ anh tưởng là em muốn hay sao? Anh trách em cũng vô dụng thôi. Anh đâu có trách em, anh đâu phải là ý này. Anh không phải là ý này, tại sao lại để mặt hầm hầm chứ? Gặp phải cái chuyện này ai lại vui lòng được chứ, sao lại mặt hầm hầm vậy? Đừng có nói thêm nữa, đừng có nói thêm nữa. Anh đi hẹn với bác sĩ đi, em đi phá thai. Sao cũng được mà. Má à, em thi hỏi phá thai là cái gì? Con nít đừng có hỏi chuyện người lớn. Chuyện gì chứ? Bé Thi ngoan nha. Má Thi là mệt lắm. Mai mốt má mới giải thích cho con nghe có được không? Vậy mai mốt má kể cho con nghe nha. Tới ngày, tới ngày. Ba. À, thằng Đức. Ờ, Đức. Ừ, ổ yến này Liên biểu con mang đến cho má nè. Con Liên sao rồi? Có sao đâu, đã quyết định phải bỏ đứa nhỏ này. Cái gì? Nè, đừng có bỏ nha. Má xin xăm cho con rồi. Bồ Tát nói con sẽ sanh một đứa con trai trắng trẻo mập mạp. Con trai rồi làm sao chứ? Tụi con đã có bàn với bác sĩ rồi. Bác sĩ nói là nếu mà không bỏ đứa nhỏ thì bị nguy hiểm lắm. Không có đâu, có Bồ Tát phù hộ mà, không có bị nguy hiểm đâu. Nếu như bây giờ con bỏ, không biết chừng nào mới có lại. Hey, bộ bà điên rồi hay sao? Mạng người quan trọng mà. Lỡ như con Liên bị gì bà gánh nổi không? Vậy thì phải. Thiệt đúng là số mình có thì có, còn nếu không có thì đừng miễn cưỡng. Đứa nhỏ vẫn chưa có thành hình mà, dĩ nhiên phải lo cho người lớn trước chứ. Phải phải, phải lo cho con Liên trước, đúng rồi. Bà thiệt là thay đổi. Thay đổi? Bà vĩnh viễn là ba mà. Đừng có suy nghĩ thêm nữa. Nếu như bị nguy hiểm thì đừng có sanh. Lỡ như hại đến sức khỏe ai tội nghiệp đây. Đừng có la lớn, cả cái nhà hàng này người ta đều nghe hết rồi. Ê, lo cái gì bị người ta nghe chứ. Lâu này mà nói chuyện đều thẳng thắn và có lý mà. Như vậy chồng của con bị thất vọng lắm mà. Thất vọng thì thay kệ nó. Không lẽ nó chỉ cần con sao? Anh cũng không phải là thứ dân đó đâu. Ê, không phải đâu Liên à, đừng có kéo lâu nữa. Hay là để má kiếm bác sĩ lo cái vụ này cho con nha. Không cần đâu. Tụi con đã hẹn với bác sĩ ngày mai làm thủ thuật rồi. Lần này là bị mừng rỡ hụt rồi. Ước gì chuyện này chưa có thể xảy ra thì càng tốt. Dư thừa. Có ai không biết má của nó là đàn bà? Nói cho em biết đi. Chị nói là chị biết mà. Chị đâu có biết chứ. Thì em tự hỏi má đi. Không nói thì thôi. Tưởng là ngon lắm sao? Nghi à, con chăm sóc cho em nha. Má với ba ra ngoài. Má à, sau khi ba má trở về có phải đã mất đi em Út không? Em Út đã đi đâu? Em Út cũng ham chơi giống như con vậy. Cứ đi đông chơi hoài, quên đi về nhà. Bà nên láo xí gạt con. Bé Thi đừng có giận nha. Cùng lắm là má sẽ mua sô-cô-la về cho con ăn. Con không lấy sô-cô-la. Con ăn kẹo xương xa. Em có sợ không? Sợ chứ. Em đừng sợ, không có gì đâu. Cho dù là người không có sao thì trái tim cũng không có ổn. Nếu được như con Thi phải được tốt hay không? Không ăn sô-cô-la, ăn kẹo xương xa, vậy là có thể cười lại rồi, coi như là không có hề xảy ra chuyện gì. Nhưng mà chuyện gì? Đứa nhỏ nó đang đá em đó. Tại sao lại đá tứ tung vậy? Em đừng sợ, bác sĩ nói là bình thường thôi. Em biết là bình thường, em còn biết là nó có tính mạng nữa.
Thật ra bây giờ mình làm như vậy thì đâu có khác gì là đích tay giết chết nó chứ. Khờ quá đi, mình đâu có muốn như vậy đâu, bất đắc dĩ thôi mà. Bác sĩ nói là chưa lợi em nhỏ, không có nhất thiết là bị cái gì mà. Hay là mình liều một phen nha. Lấy tính mạng đi liều hả? Không thể liều, quyết không thể được, quyết không thể được đâu nha. Anh cứ nói người ta là có con hai gái một trai mà. Anh không cho em sanh, không lẽ anh đi kiếm người đàn bà khác sanh cho anh hay sao? Em thiệt là điên mà, đừng có suy nghĩ dơ dẫn nữa. Em không muốn làm thủ thuật đâu, em muốn đi về đó. Vậy đâu có được, vậy nghĩa là giác trái bom nổ bên cạnh của mình hả? Bom nổ thì bom nổ đi. Nè, cùng lắm là mai mốt mình chịu khó một chút, ngày nào anh cũng về đón em đến bác sĩ để mà kiểm tra. Cho dù bom nổ thì cũng không nhất thiết sẽ nổ mà. Em nói thiệt hả? Em nói thiệt đó. Coi như là nể mặt đứa con đi, thì coi coi số mặt của nó nha. Vậy được, anh thì rất nhận lời của vợ. Vậy thì mình đi về. Có phải là còn ở đây không? Phải. Đừng có bộ quanh má như vậy hả? Coi chừng đụng đứa em nhỏ đó. Đi yên chí đi, tụi con biết là liệu mà. Mami à, từ nay con sẽ ngoan lắm, không có hư đâu. Con ngoan kiểu nào? Mami à, từ nay má không cần chùi nhà nữa để con chùi. Thiệt hả? Từ nay má không cần làm việc nội trợ nữa, giao cho con với em thì được rồi. Phải đó. Wow, hai con có được hay không đây? Yên chí đi, tụi con được mà. Mami à, từ nay má không cần giặt đồ nữa, con giặt được rồi. Hả? Con biết giặt đồ hả? Con thì... Dĩ nhiên là con biết bấm nút rồi. Wow, biết bấm nút lợi hại như vậy sao? Còn nữa, từ nay không cần má nấu cơm, để ba nấu. Wow, thiệt là hay quá, từ nay khỏi phải làm việc, được hưởng phước rồi. Wow, vậy không được, các con thiệt là dị lòng quá đi. Phải vậy chứ, em có lá bài vàng ở trong bụng nè. Như vậy thì để anh mang bầu đi. Hai con á, coi cái bụng của ba nè, lớn hơn má đó, có phải không hả? Nhìn kỹ đi, đi hết nổi rồi nè. Chuyện gì vậy? Dạ không có gì, mình đi nha. Uống trà đi. Thank you. Thật ra có chuyện này em muốn nhờ anh. Có chuyện gì? Em muốn nhờ anh kiếm chỗ cho em ở tạm mấy ngày thôi. Sao vậy? Không, dạo này chỗ này không có tốt. Hôm qua có một cô gái bị người ta sờ mó. Anh không có đọc báo sao? Có, nhưng mà không để ý tới. Anh cũng biết rồi, em đi về khuya có một mình thôi. Cho dù là có anh cũng sợ mà. Nhưng mà anh cũng đâu có chỗ cho em ở. Bị em lên nhà ở sao? Chắc là bà má anh hết hồn luôn đó. Hay là đi qua bên anh hai của anh đi. Hả? Qua nhà họ hả? Phải đó, công ty của em ăn bài cho em đóng kịch, phải giả là một bà bầu đó. Nếu em dọn tới ở với họ là có thể thọ giáo chị dâu của anh. Nhưng mà vậy phải hỏi ý kiến anh hai trước đã. Bây giờ anh điện thoại hỏi liền đi. Em Hân à, giường của con Nhi đã thu dọn rồi. Em nằm ở trên đó đi nha, cho hai đứa nhỏ ngủ ở dưới này được rồi. Xin lỗi đã quấy rầy tới anh chị. Đừng khách sáo mà, coi như nhà của mình là được rồi. Tự nhiên nha, chị coi tụi nó tắm xong chưa? Dạ được. Em làm gì đó? Em giả làm bà bầu. Có giống hay không? Bây giờ em giống như là bà bầu đang đi duyệt binh. Không phải như vậy à? Không phải vậy đâu. Nè, em thử lấy hai cái tay chống ở eo đi. Cái bụng không có cần phải ưỡng ra vậy đâu. Có phải như vậy không? Như vậy thì hơi giống. Nè, em tập từ từ nha, để chị đi mua đường cục. Nha, em đã quên nói với chị rồi, đường cục của nhà chị em đã ăn hết. Một gói đường cục đó bị em ăn hết hả? Từ nhỏ tới lớn em thích ăn ngọt lắm. Đường cục ăn ngon thiệt. Hết cách thôi, hồi nhỏ nhà nghèo mà đâu có đủ tiền mua kẹo với lại sô-cô-la, cho nên thường ăn cắp đường cục của nhà bếp để ăn.
À phải, sao ít khi nghe em kể đến người nhà của em vậy? Họ đã chết hết rồi. Em đã hết người thân rồi? Hết rồi. Ngày lễ ngày Tết rảnh rỗi thì tới ăn cơm đi. Dạ được. Để chị đi lấy bóp mua đường đã. Dạ, không cần đâu mà, đường cũng bị em ăn hết rồi, để em đi mua được rồi. Chị đã có thai mà, không có nên đi lại nhiều. Vậy được, ở dưới nhà có siêu thị đó. Ừ, ok. Cảm ơn nhiều. Đừng khách sáo mà, em về mau lắm đó. Bước ra đi. Bà bước ra đây đi. Tại sao cứ giống như là con ma bám sát tôi vậy hả? Bà muốn cái gì đây? Chú đã bị chết rồi, thôi má về nhà đi. Má cái gì chứ, ai là má của tôi đây? Tôi đã không có nhận bà rồi mà, tại sao bà còn đi theo tôi nữa? Tôi đã không có muốn gặp mặt bà nữa mà, bà cho tôi ở yên có được hay không? Chú đã chết rồi, con hãy theo má về đi mà. Không có về đâu, bà đừng có bám theo tôi nữa. Bây giờ ai chết cũng không có mắc mớ tới tôi. Ước gì bà đi ra ngoài đường bị xe cắn chết ngay bây giờ cho xong chuyện. Chú đã chết rồi, theo má về nhà đi. Chú đã chết rồi. Đi đi. Nè con à, con. Chú đã chết rồi, theo má về nhà đi. Chú đã chết rồi, theo má về nhà đi. Chú đã chết rồi, theo má về nhà đi. Quan chè đi em. Nhưng mà không biết có ngọt quá hay không. Hơi có em bé rồi thì thích ăn ngọt hơn. Sẵn còn nóng đó ăn đi. Xảy ra chuyện gì? Tại sao chị lại sinh con vậy? Em nhỏ chào đời thôi là khóc lóc. Lúc nhỏ không có biết chuyện, làm lỗi rồi thì bị đánh bị trời. Tới trường thì bị thầy giáo phạt. Không có được giữ thì bị người ta ăn hiếp. Không có tiền thì bị người ta khi dễ. Làm người cực khổ như vậy tại sao chị còn sanh? Khi không tại sao em lại nghĩ như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì không có vui đừng có để ở trong bụng nha. Nói ra đi coi chị có giúp được em hay không. Em ghét bả. Em thiệt là ghét má của em lắm. Quê, có chuyện kiếm ăn bàn đi ăn cơm chung nha. Không được, tôi không thèm cơm, tôi phải đưa vợ đi khám bác sĩ. Quê, như vậy thì mình bàn thảo trên xe nha. Đã lâu tôi chưa gặp vợ của anh. Ờ, được. Quê, có tin mừng đó. Bất Trần nói là có mối ngon giới thiệu cho mình. Hả? Vậy sao? Anh ngồi trên xe chờ tôi. Được. Chào chị. Ê, từ từ nha. Cảm ơn nhiều. Cẩn thận. Thôi đi nha, bye bye. Bye bye. Ngày nào anh cũng là công ty về nhà, nhà thương về nhà rồi công ty hả? Phải đó. À phải rồi, xém chút tôi đã quên nói. Bác Trần có hẹn tối nay ăn cơm với chuyện bà. Anh nói thiệt hả? Thiệt, kiếm tiền mà. Cảm ơn. Nè, nói thật nha,
Bác Trần thì là khoái anh lắm đó. Ông nói là anh có lòng trách nhiệm lại thật thà, cho nên miễn mình hoài giúp ông đó. Có thiệt không? Thiệt đó. Trọng Đức. Ấy, hey, Bác Trần, Trần. Hey, mời ngồi. Được, được. Ôi, ông Trần. Ấy, hey, chào, chào. Mời ngồi, mời đi. Mời tới thôi. Uống đi trà công phu nha. Được. Hey, ngon quá, ngon quá. Hả? Hai anh cũng là người Tiều Châu hả? Không phải, tuy chúng tôi không phải là người Tiều Châu, nhưng mà cũng thích uống trà này. Bác à, kêu đồ ăn đi. Không cần khách sáo. Trọng Đức à, cậu khéo ăn mà, chọn đi nha. Không phải đâu, có phải như vậy. Bộ tưởng có miệng là khéo ăn hay sao chứ. Phải để cho bác Trần kêu chứ. Bác Trần là tiền bối, qua cầu nhiều hơn tôi đi đường. Ăn muối còn nhiều hơn tôi ăn cơm đó mà, bác kêu đi. Ê, hey, tôi tưởng thức anh đó là người thật thà, lại biết kính trọng người già. Phải học tôn trọng là vừa rồi. Tại vì tôi cũng sắp biến thành ông cụ. Khi mà trở thành ông cụ đó hả, cũng mong các giảng bối tôn trọng tôi đó mà. Anh cũng biết độ sức mình hả? Già thì đâu có sợ gì mà không nhận. Già đâu phải là một việc xấu. Chỉ cần người già nhưng mà lòng không già, càng già càng dễ thương. Đúng lắm, đúng lắm. Lâu nay tôi hay nói Trọng Đức nói chuyện thiệt sát thật lắm. Bắt quá chuyện thôi, thiệt là bố rìu quá mắt thợ. Ê Trọng Đức à, này nói thiệt nha, tôi thiệt mong cậu qua giúp việc cho tôi. Bác Trần này không bạc đãi cậu đâu. Cảm ơn bác Trần đã để mắt xanh. Về cái việc này thì tôi cũng xin nói thẳng với bác nha. Tôi thấy là tôi cần phải suy nghĩ chín chắn lại mới được. Không sao, cậu hãy về suy nghĩ cho kỹ càng trước đi, không cần gấp đâu. Nhất định, nhất định. Hai người nói chuyện hình như là hợp rơ quá ha. Nè, kéo đồ ăn đi. Ăn gì đây? Bác về hả? Phải. Sao khuya vậy, cô chưa ngủ? Ngày mai phải thi đó. Thì ra dạo này cũng phải thi hả? Dạ phải, đã thi mấy bữa rồi, làm luôn ngày mai lại được nghỉ. Dạo này bà cứ lo bôn ba, không có được rảnh chăm sóc cho hai chị em con. Không sao đâu, ba chăm sóc cho má là quan trọng. Má đâu, ngủ rồi hả? Ừ, cô cũng đừng có thức khuya quá nha. Về tới hả? Đánh thức em hả? Xin lỗi, xin lỗi. Ngủ tiếp đi. Sao khuya vậy? Anh Sương nữa, hẹn với bác Trần ra ăn cơm. Cái người mà coi như là con đó hả? Phải rồi, bác Trần như là có lòng thành. Ông muốn anh Sương với anh qua giúp việc cho ông. Nè, em nghĩ có được không? Thị trường ở bên ngoài thì em không có được rõ cho lắm. Anh thấy bên nào tốt hơn? Anh Sương thì khác nè, anh lẻ loi một mình đi tới đâu cũng không có sao hết. Nhưng mà anh thì không được. Nhìn mặt ngoài thì hình như là có thể liều một phen. Nhưng mà anh đã 40 tuổi rồi, cả cái nhà này nhờ anh để bàn cơm, cho nên anh thì không dám mạo hiểm đâu. Anh không cần phải trả lời ngay chứ. Vậy thì không cần. Suy nghĩ cho chín chắn cái đã. Được. Em ngủ đi. Anh đi tắm nha. Nè, ông ơi. Ông. Hả? Ông để cái đầm của tôi. Xin lỗi nha. Không có sao. Ông thiệt là ngộ lắm hả? Ngồi ở đây mà có thể ngủ ngon như vậy. Còn cách nào hơn chứ. Cái thai của vợ tôi bị trục trặc, ngày nào phải tới đó mới kiểm tra. Ban ngày thì bôn ba làm việc, ban đêm thì lo âu khó ngủ mà. Báo hại cho tôi ngày nào cũng ủ rũ buồn ngủ hết. Như vậy em thì thảm thương đó. Phải rồi, em bé có chuyện thì hai vợ chồng phải thảm thương. Thiệt tình. Ông Đức à, bác sĩ mời ông vô luôn đó. Tại sao bác sĩ kêu tôi vô vậy? Tôi không được rõ, ông vô hỏi bác sĩ đi. Đừng bao giờ bị gì nha. Đừng bao giờ bị gì nha. Đừng nha. Chuyện gì? Ông Đức, tôi vừa kiểm tra cho bà Đức, thai nhi đã được ổn định lại rồi. Ông cứ việc yên tâm để làm cha đi. Hả, thiệt hả? Từ nay mình không cần tới kiểm tra mỗi ngày nữa. Bác sĩ nói là hai tuần lễ tới kiểm tra một lần là được rồi. Vậy hả? Vậy thì từ nay không cần phải bôn ba mỗi ngày nữa thì còn tốt quá. Tốt quá, tốt quá đi. Có một chuyện này thì càng hay hơn. Vừa rồi kiểm tra bằng siêu âm ba đã kiểm tra ra là con trai đó. Trai hả? Phải, chắc chắn không sai đâu. Trai?
Anh đã nói với em là con trai đó mà. Thì làm người ta hết hồn à. Hay quá nha. Yeah. Em à, thiệt là hay quá. Nè, đừng có lát nữa, bọn muốn đứa con chào đời ngay sao? Ngồi xuống đi, à, ngồi xuống đi. Hả? Bác sĩ, cảm ơn nhiều. À, ông Đức à, không cần cảm ơn tôi đâu, chúc mừng ông nha. Thiệt là cảm ơn nhiều, cảm ơn. Xin lỗi nha bác sĩ, chồng của tôi là vậy đó, ảnh thèm con trai lắm. Má, vừa rồi ba nói em bé trong bụng của má là em trai, có phải không? Là thiệt đó. Hay quá. Nè, nhưng mà hai đứa con mai mốt ăn hiếp em trai hay không nè? Không đâu. Con nhất định sẽ thương nó. Nè, tôi đủ rồi, hai đứa vô phòng làm bài đi hả? Chịu khó 2 tháng rồi, bây giờ đã được thoát nạn. Anh thì được thoát nạn thôi, em thì còn phải ráng thêm mấy tháng nữa. Không cần phải lo âu ngày đêm, chịu khó chút cũng đáng mà. Đáng. Anh gọt trái bơm cho em ăn thì là đáng. Anh đấm bóp cho em cũng được mà. Bác Trần nhắc lại chuyện xưa, biểu hai đứa mình qua bệnh. Tôi biết, ông có điện thoại tới. Tôi biết là anh biết mà, hình như là ông thích mướn anh hơn là tôi đó. Anh nghĩ sao? Đi, nhất định phải đi chứ, cho dù xích dày cũng phải đi. Khi không bỏ đi, trở ra ngoài hình như là mạo hiểm lắm đó. Uầy, dù ra ngoài liền một phen cũng còn hơn ở đây, chỗ này không có phát triển đâu. Tôi biết là không có phát triển, nhưng mà tốt một cái là được ổn định. Ây da, mỗi năm tăng có mấy phần trăm thôi, còn ở lại làm gì? Bác Trần cho lương căn bản mỗi tháng là 5.000 thôi. Lỡ có gì thì chết dịch đó nghe chưa hả? Bác Trần rất là coi nặng anh. Ông chịu cho hai đứa mình 30% đó. Cơ hội 1.000 năm một thửa đó anh bạn à. Suy nghĩ thêm nữa. Anh không phải là suy nghĩ, mà là câu giờ. Quyết định đi hay ở? Suy nghĩ thêm chút. Ở hay đi? Đừng gấp mà. Đi hay ở? Ê, thấy đồng bạc rồi quyết định nha. Hình đó thì đi, chữ thì ở. Đâu mất rồi. Ê, là hình đó ông trời cũng biểu anh đi mà. Yên tâm đi, hai anh em hợp sức với nhau không có chết đâu. Ê, trời quyết định, trời phải gánh mà. Chắc ông trời không chỉ đường tối cho tôi đi đâu hả? Anh em đồng lòng, việc gì cũng xong mà. Anh đã lần thứ 3 làm cha người ta rồi, sao lại kiếm một người đàn bà chưa có con đi chọn áo em nhỏ cho anh chứ? Thêm một người cho biết thêm ý kiến. Nè, anh coi cái áo này cũng đẹp chứ. Sang à, anh Vinh xin được quyết định đưa thư từ chức rồi, ra bên ngoài để mà tự mình kiếm ăn. Anh làm ở đây không được vui sao? Tôi thì không sao, nhưng mà anh Sương thì hơi tạm thường. Cô cũng biết đó, chuyện giữa ảnh với lại cô Trinh, bây giờ công ty của ảnh như là trong suốt vậy. Mỗi ngày thì đi làm việc và ăn cơm xong rồi chờ tan sở. Thật ra con người của ảnh thiệt muốn làm nên và muốn làm tốt. Bây giờ anh ở Kỳ Phúc không có phát triển gì hết, nếu là tôi cũng đi à. Theo như anh nói vậy, ảnh đi cũng phải. Nhưng mà anh thì khác với ảnh. Bây giờ anh mạo muội bỏ đi, ở bên ngoài phong hiểm lớn lắm. Anh có thấy là hơi mạo hiểm hay không? Tôi cũng thấy hơi lo. Nhưng mà cô cũng biết, tôi với là anh Sương là bạn già với nhau. Anh cứ rủ tôi và nói là chăm sóc cho tôi. Tôi nghĩ chắc là không bị chết đâu. Tôi quyết định từ chức. Vô đi. Hai. Sao anh đi mà không báo với tôi? Anh đừng nói với cô hả? Nhưng mà dù sao đi nữa, tôi cũng ủng hộ quyết định của anh. Cảm ơn. Chúc may mắn, giữ liên lạc nha. Em à, ngày mai đưa thư từ chức, em nghĩ có tốt không? Tốt hay không? Bọn không phải đã quyết định rồi sao? Thì gọi là quyết định rồi, anh đã hứa với anh Sương rồi mà. Vậy là phải rồi. Em đã có nói với anh rồi mà,
Thật ra có đổi việc hay không thì không có quan trọng đâu. Nè, bây giờ anh thấy rồi đó, bây giờ nó chưa có chào đời đã xài tiền như là đổ nước rồi, thiếu một cát bạc cũng không có đủ đâu. Bây giờ cộng thêm anh vô, nhà mình đã có 5 người phải nhờ anh nuôi đó. Cho nên anh đổi việc dù không thể kiếm hơn cũng không có thể ít hơn lúc xưa được đâu nha. Coi bộ cũng không có ít hơn bây giờ đâu. Vậy là được rồi. Huệ, lá thư chuẩn bị xong chưa vậy? Chuẩn thì chuẩn bị rồi, chỉ là chưa có ký tên thôi. Anh không định nuốt lời chứ? Không phải đâu. Huệ, đừng nha, anh cũng thấy rồi, bác Trần coi trọng anh hơn là tôi. Anh không chơi thì tôi cũng hết chơi. Tôi không phải là không chơi. Anh sợ anh quá rồi, anh sợ anh à. Lăng nhăng lải nhải hoài à, chết thì chết đi ha. Giao mạng lại cho anh, ký thì ký. Nè. Đẹp quá. Được rồi chứ. Bây giờ ông Kiệt chưa có về tới. Bây giờ tôi ra ngoài để mà tiếp khách. Lúc trưa trở về cùng nhau đưa thơ nha hả? Giải nghệ rồi còn gì phải tiếp khách nữa chứ hả? Huệ, ngày nào trưa đây cũng phải làm việc chứ hả? Anh thiệt là vẫn còn lương tâm đó hả? Rồi, chào nha. Alo. Alo, anh Đức hả? Mã Tấn Kiệt đây. Ông Kiệt hả? Nghe cô Sang nói anh định cùng với anh Sương từ chức hả? Tôi cũng không giấu giếm ông, tôi đã đánh thư từ chức rồi. Có bá lạc mới có thiên lý mà. Tôi không dám nói tôi là bá lạc, nhưng mà anh tự nghĩ coi, anh ra làm việc bấy lâu, có ai biết thưởng thức anh? Tôi nghĩ chỉ có một mình tôi. Vậy thì phải, tôi làm việc ở đây gần 20 năm, chỉ có ông là người thưởng thức tôi. Không những là một mình tôi biết, mà tất cả người trong Kỳ Phúc đều biết. Được, nếu anh còn tin tôi thì nên ở lại đây. Tôi thấy anh ở lại Kỳ Phúc có phát triển hơn là bên ngoài. Văn kiện thì không có thể giả đâu. Lá thư này đã đánh xong trước khi anh có ý định từ chức, đáng lẽ phải chờ tháng sau mới giao cho anh. Anh tự đọc đi. Hả? Tăng lương 5.000 đồng. Con của anh sắp chào đời rồi, mai mốt phải nuôi thêm một đứa đó. Sao đây, còn muốn đi hay không? Nếu như tôi không đi còn anh Sương á thì làm sao đây hả? Nói thiệt dị lòng thì nhất định có. Tôi đối xử với anh thì tốt hơn là đối xử với anh. Nhưng mà nếu như anh ở lại, tôi cũng sẽ coi anh như là phe ta. Hay là để tôi đi khuyên ảnh, đừng có đi nha, có được không? Như vậy thì tốt nhất. Từ ngày tôi vô Kỳ Phúc, ai nấy đều biết ba đứa mình chung một chiếc thuyền. Tôi đâu có thể để cho hai anh từ chức chứ. Nếu như hai anh giải nghệ, ban hội đồng nhất định nghĩ là tôi có vấn đề gì. Hai anh cũng đâu muốn tôi bị chết chứ. Không muốn, chỉ như là không muốn, không muốn. Như vậy thì tốt nhất. Chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Vậy thì cảm ơn nhiều nha. Được, bye bye. Bye bye, bye, bye. Anh đã sắp rời khỏi Kỳ Phúc rồi mà, còn ráng làm cái gì? Sao cậu biết? Muốn cho người ta không biết, trừ khi là mình đừng có làm. Bác Cần là ông chủ của anh sau này, là người giúp việc xưa của ba tôi. Bộ ảnh không có nói với anh sao? Thật ra tôi biết mà, lần này anh bỏ đi cũng là vì tôi thôi. Thật ra anh đâu có cần phải đi đâu, tôi đã bàn với ba của tôi rồi. Ba còn biểu tôi phải hỏi anh, anh cần làm cái chức gì mới chịu ở lại. Trinh à, vô dụng thôi. Hai người mình nếu mà dằn co tiếp tục thì khiến cho cả hai đều không có được vui. Cảm tình không phải là một chuyến giao dịch. Chúng ta chia tay thì là chia tay. Cho dù đưa cả hãng Kỳ Phúc cho tôi cũng không ở chung với cô nữa, cô hiểu không? Nè, đủ rồi nha, anh đừng có quá đáng đó. Con Trinh này đã hạ mình hại dòng nói chuyện với anh đã là quá rồi. Anh còn muốn cái gì nữa? Bê. Chào. Hai. Ông Sương, Sương à, sao lại như vậy chứ? Ban hội đồng vừa mới đưa văn kiện tới, nói là việc từ chức của ông sẽ được sanh hiệu ngay. Và ra lệnh bảo an tới, mời ông dọn đồ đi ngay. Cô Trinh,
Thì ra là ân oán của anh và con công chủ hả? Thôi bỏ đi, sẵn con phải đi rồi thì đi sớm chút thôi. Sao chúng tôi không bắt được Tinh Lòng từ trước vậy? Thời cơ chưa có chín muồi, không có muốn cho các người biết thôi. Không những là tôi đi mà ông Đức cũng đi luôn kìa. Hả? Thì không, ông cũng phải đi nữa hả? Quê, anh Sương, về đã. Anh đã đưa theo từ trước rồi à? Chưa, tôi quyết định không đi, tôi quyết định ở lại. Anh không phải chơi tôi chứ? Không phải là chơi, tôi cố tình về đây chặn anh lại. Biểu anh đừng có đưa thơ. Ông Kiệt, ông muốn giữ mình lại đó. Giữ cái gì? Tôi không thể giữ nữa đâu. Tại sao? Anh tự coi đi. Cái gì chứ? Cái gì mà anh không biết coi sao? Hả? Thì sao tan đâu mà mồ nơi mồ nơi ngõ trong như